Tránh ức niệm, tu tập bát nhã ba la mật, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm thì các loài ma chẳng thể nào phá hoại được. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này đã biết rõ sắc dẫn đến thức không là chẳng phải không, sắc dẫn đến thức vô tướng là chẳng phải vô tướng, sắc dẫn đến thức vô tác là chẳng phải vô tác. Do biết rõ tự tánh tự tướng của hết thảy các pháp này đều là bất khả đắc nên được an ổn chẳng bị não loạn. Do vậy mà các chúng ma chẳng sao gây tác hại được. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ này cũng chẳng bị những kẻ xấu hoặc là người hoặc chẳng phải người phi nhân phá hoại được. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này thường trải rộng tâm từ bi hỷ xả đối với hết thảy chúng sanh và thường dụng tâm vô sở đắc vậy. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ này chẳng bị hoạnh tử. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này thường khéo tu đạt ba la mật nên đối với hết thảy chúng sanh thường dụng tâm bình đẳng mà bố thí. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, trong đại thiên thế giới, nếu trong chư thiên vương, phạm vương, thiên tử và thiên nữ có những ai đã phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm mà chưa có nghe bát nhã ba la mật, chưa thọ trì đọc tụng chánh ức niệm cũng như chưa tu tập bát nhã ba la mật thì nay phải nên nghe rồi thọ trì thất cận đọc tụng chánh ức niệm bát nhã ba la mật, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm mà tu tập vậy. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào đã được nghe bát nhã ba la mật rồi thọ trì thân cận chánh ức niệm chẳng ly tát bà nhã tâm mà tu tập thì người này dù ở nơi hẻo lánh như ở trên núi cao, ở trong rừng rậm, ở giữa đồng hoang vẫn chẳng sanh tâm sợ hãi. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này biết rõ các pháp đều là nội không, dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không và đều là vô sở đắc cả. Luận hỏi: Phật nhìn các bốn chúng nhưng vì sao lại chỉ đặc biệt dạy riêng vị Đế Thích mà thôi? Đáp: Các phẩm kinh khác Phật nhiều nói về thể của bát nhã ba la mật. Ở phẩm kinh này, Phật muốn tán thán công đức của bát nhã ba la mật nên mới dạy ngài Thích Đại Hoàn Nhân, ví như lấy vật báu đem cho người xem trước, rồi sau mới nói về lợi ích của vật báu đó. Lại nữa, sở dĩ Phật nhìn các bốn chúng vì muốn cho chúng hội thấy rõ Phật bình đẳng thuyết pháp, khiến chẳng ai có mặc cảm tự khinh. Do chẳng có mặc cảm tự khinh mà ai nấy đều phát khởi tín tâm thanh tịnh, tinh tấn nghe pháp, ví như người ở ngôi vị trên, trước khi nói chuyện đưa mắt nhìn khắp các kẻ dưới, khiến ai nấy đều sanh tâm hoan hỷ. Lại nữa, Phật muốn nói công đức của bát nhã ba la mật cho hàng bạch y nghe, mà ngài Thích Đại Hoàn Nhân là vị có uy thế nhất, nên Phật đã nói với vị Đế Thích này vậy. Cũng như khi nói pháp cho hàng xuất gia nghe, thì Phật thường nói với các ngài Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề là những vị đại đệ tử có oai đức lớn trong tăng đoàn. Hỏi: Ngài Thích Đại Hoàn Nhân là một vị thiên tử, vì sao Phật chẳng gọi là thiên tử mà gọi là Kiều Thi Ca? Lại nữa, vì sao thuyết bát nhã ba la mật mà Phật lại dùng đến ngôn ngữ danh tử? Đáp: Thuở xưa ở nước Ma Già Đà có một vị Bà La Môn tên là Ma Già, họ là Kiều Thi Ca, tu tập phước đức, có đại trí huệ, đến khi mạng chung được sanh lên đỉnh núi Tu Di, Bà La Môn Ma Già giữ ngôi vị thiên chủ, cai quản 33 vị thiên tử khác. Các thiên tử này được gọi chung là Tam Thập Tam Thiên, này gọi Kiều Thi Ca là gọi theo họ của vị thiên chủ này. Chư Phật khắp trong mười phương khi thuyết pháp thường sử dụng ngôn ngữ và danh tự tùy theo từng chủng loại, từng cảnh giới của chúng sanh để diễn bày thật trí huệ. Ngôn ngữ và danh tự chỉ là phương tiện để diễn bày thâm nghĩa của bát nhã ba la mật mà thôi. Đoạn kinh trên đây mật ý nói rằng người nghe bát nhã ba la mật mà thọ trì thì sẽ được vô lượng công đức. Người nghe bát nhã ba la mật mà rộng nói ra là nhằm độ chúng sanh thì sẽ được vào Phật đạo. Người cúng dường tu tập bát nhã ba la mật thì các chúng ma chẳng thể nào quấy nhiễu được. Hỏi: Thế nào gọi là thiên ma? Vì sao ma lại thường hay quấy nhiễu Bồ Tát? Vì sao nói ma thường tìm chỗ tiện để gây tác hại? Đáp: Thiên ma là chủ cõi trời tự tại thiên, tuy rằng vị này hưởng phước đức sanh lên cõi trời nhưng vẫn còn nhiều tà kiến. Thiên ma chẳng xa rời cõi dục, lấy chúng sanh ở cõi dục làm dân của mình để họ cúng dường mình. Thiên ma còn ở trong các nẻo đường sanh tử nhưng chẳng biết kinh sợ sanh tử, bởi vậy nên khi hưởng phước hết báo ở cõi trời vẫn bị xa đọa, mặc dù có thần thông mà vẫn chẳng thoát khỏi ba cõi được. Này chư Phật và chư Bồ Tát thị hiện độ sanh, nhổ gốc rễ sanh tử, đưa chúng sanh vào vô dư niết bàn,
nên thiên ma khởi tâm tật đố tìm cách phá hoại. Vì sao? Vì thiên ma sợ chúng sanh ở cõi dục nên phải thuyết pháp, rồi sẽ quay về với chánh đạo, khiến chẳng còn ai cúng dường họ nữa. Đây là lý do khiến thiên ma giấy tâm tật đố. Bởi vậy nên thiên ma xem Phật và Bồ Tát như là oan gia của họ. Khi Bồ Tát đã vào Bồ Tát vị, đã được bất thối chuyển, thì dù muốn khởi tâm phá hoại, thiên ma vẫn chẳng sao quấy phá được. Nếu Bồ Tát chưa vào được bất thối chuyển địa, thì vẫn còn bị thiên ma quấy phá. Lại nữa, nếu Bồ Tát nhất tâm, tinh tấn cầu Phật đạo, chẳng tiếc thân mạng, thì sẽ được chư đại Bồ Tát ở trong khắp mười phương hộ trì, nên thiên ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại. Trái lại, nếu Bồ Tát giải đãi tham đắm các thú vui ở đời, chẳng hay nhất tâm cầu Phật đạo là tự dối với mình, thì chư đại Bồ Tát khắp mười phương chẳng thể nào tiếp hộ được. Vì sao? Vì vị Bồ Tát ấy đã tự nguyện tu Bồ Tát hạnh, tự nguyện độ hết thảy chúng sanh mà lại giải đãi hành các tạp pháp. Như vậy là đã nhiễu loạn chúng sanh, đã phá hoại Bồ Tát pháp rồi vậy. Do những lỗi lầm như vậy nên hạng Bồ Tát sau này chẳng được chư đại Bồ Tát trong mười phương hộ trì, khiến ma có thể tìm được chỗ tiện để gây tác hại vậy. Lại nữa, hàng thanh văn khi đã vào chánh vị rồi đều nhất tâm hành đạo thâm nhập niết bàn, còn ma thì vào tà vị ái trước các tà pháp. Vì tà và chánh đối nghịch nhau nên ma rất ghét Phật, thường gọi Phật là sa môn củ đàm, Phật gọi ma là tệ ma. Ma thường cho Phật và Bồ Tát là oan gia. Trong kinh có nói đến bốn loại ma, đó là phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma, thiên ma. Khi tụ tập bát nhã ba la mật, được bát nhã ba la mật được rồi, thì cả bốn loại ma nêu trên đây đều chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại nữa. Khi thâm nhập vào được thật tướng pháp rồi thì phiền não ma đều đoạn dứt, phiền não ma bị hoại diệt rồi, thì thiên ma chẳng còn có chỗ tiện để gây tác hại nữa. Khi vào được vô dư niết bàn thì hoại được ngũ ấm ma và tử ma. Ma vương và ma dân thường đến khủng bố Bồ Tát, quấy nhiễu Bồ Tát trong suốt quá trình hành Bồ Tát đạo. Trong kinh có nói đến ma hóa làm thân rồng, hay hiện các dị vật dị hình rất đáng sợ, đêm đêm đến khủng bố người tu, hoặc hóa hiện ra các cảnh dục lạc để phá hoại tâm Bồ Tát, hoặc truyền tâm người bạch y, khiến họ đến cúng dường, làm cho người tu hành ham lợi dưỡng mà xa rời huệ đức, hoặc truyền tâm người khiến họ khinh chê Bồ Tát, đánh đập mắng nhiếc người tu hành, làm cho họ sanh tâm sân hận đau buồn. Mà thường lợi dụng những sơ hở của người tu hành như giải đãi thiếu quyết tâm, thiếu nhẫn nại vân vân để quấy phá, như vậy gọi là ma tìm chỗ tiện để gây tác hại. Hỏi: ma lực rất lớn, còn đạo lực của hàng sơ học Bồ Tát chẳng bao nhiêu, như vậy làm sao ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại? Đáp: như trên đã nói, do Bồ Tát tinh tấn tu tập bát nhã ba la mật hành Bồ Tát đạo, được chư Phật và chư Bồ Tát trong mười phương thường hộ trì, nên ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại. Lại nữa, do Bồ Tát khéo tu các pháp không, lại cũng chẳng có chấp không, nên ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại. Vì như có vết thương ở nơi thân lở loét thì các độc trùng mới có thể xâm nhập vào để hại mạng người. Trái lại, nếu chẳng có vết thương thì các độc trùng khó có thể xâm nhập vào thân được. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều là rốt ráo, là không, là vô tướng, là vô tác. Do tụ tập như vậy nên vào được ba giải thoát môn, khiến ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại. Vì ở nơi không vô tướng và vô tác mà chẳng còn có thể ý cứ vào đâu để nhiễu loạn tâm Bồ Tát được. Ví như chẳng có thể dùng tay nắm lấy lửa để diệt lửa được vậy. Hỏi: vì sao nói Bồ Tát trú trong ba giải thoát môn thì chẳng cùng với các pháp hữu vi tương ưng? Đáp: các giải thoát môn không vô tướng và vô tác đều là tự tánh không, chẳng có tương ưng với các pháp hữu vi. Bởi vậy nên khi Bồ Tát đã trú trong ba giải thoát môn rồi thì chẳng còn tương ưng với các pháp hữu vi nữa, khiến ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại vậy. Hỏi: trước đây chỉ đề cập đến hàng Bồ Tát Ma Ha Tát, vì sao này lại nói đến các thiện nam thiện nữ? Đáp: trước đây nói về thật tướng trí huệ rất khó thọ lãnh, chỉ có hàng đại Bồ Tát Ma Ha Tát mới thọ lãnh được. Này nói về sự cúng dường, thọ trì, đọc tụng bát nhã ba la mật đều là những công đức mà các thiện nam thiện nữ đều có thể hành trì được. Lại nữa, đề cập đến các thiện nữ nhằm phá trừ ý niệm cho rằng người nữ bị năm chướng ngại là chẳng làm được thiên vương, ma vương, chuyển lên thánh vương, phạm vương và Phật. Phật muốn khuyến tấn người nữ tinh tấn tu hành nên đã vì họ rộng thuyết thiện nam thiện nữ vậy.
Nghe Phật thuyết như vậy, người nữ sẽ vững tin rằng họ vẫn có thể thành Phật. Nếu họ tinh tấn tu tập bát nhã ba la mật, thì năm chướng ngại nêu trên đây sẽ được tiêu trừ. Hỏi, trước nói thiền mà chẳng có thể tìm được chỗ tiện để não đoạn tâm Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, sau này lại nói các thiện nam thiện nữ hành bốn vô lượng tâm cũng làm cho ma chẳng có chỗ tiện để não đoạn. Đáp, trước đây nói thiền mà là oan gia lớn nên phải dùng đến pháp lớn, phải dùng đến bát nhã ba la mật, tức là thật trí huệ mới trừ được. Này nói chúng ma là oan gia nhỏ nên chỉ cần dùng bốn vô lượng tâm cũng đủ để đối trị rồi vậy. Lại nữa, người tu hành lúc ban đầu phải tu bốn vô lượng tâm, tức là tu tập bốn công đức từ bi hỷ xả, rồi sau đó mới có thể thâm nhập được vào bát nhã ba la mật, dùng không tướng để phá trừ các tà kiến mới ly được ngã chấp và pháp chấp mà vào Phật đạo. Như trên đây đã nói, các thiền ma thường hiện dị hình hoặc hiện làm sấm sét mưa bão hoặc gây bệnh khổ để khủng bố người tu hành. Bởi vậy nên người tu hành phải nhập vào pháp không mới có thể chế ngự được. Khi gặp người đến đánh đập mắng nhiếc mình, Bồ Tát thường chỉ cần hành bốn vô lượng tâm cũng đủ để cảm hóa họ rồi. Trong kinh nói các thiện nam thiện nữ tu tập bốn vô lượng tâm chẳng bị hoại tử, có nghĩa là chẳng phải chết khi thọ mạng chưa hết, như chẳng có bị các tai nạn bất thường, bị đầu độc vân vân mà phải chết. Lại nữa, Bồ Tát từ sơ phát tâm đến khi thành đạo quả thường hành đàn ba la mật, nên ở nơi hết thảy chúng sanh đều dụng tâm bình đẳng mà bố thí. Bồ Tát lại thường tu tập bát nhã ba la mật, bởi các công đức này nên Bồ Tát chẳng khi nào bị hoại tử cả. Trong kinh nói, nếu trong đại thiên thế giới có vị thiên tử nào đã phát tâm vô thượng bồ đề mà chưa nghe bát nhã ba la mật thì nay phải nghe, phải thọ trì, phải tránh ước niệm, phải tu tập thì mới có được đại công đức. Lời kinh trên đây cho thấy rằng khi đã phát vô thượng bồ đề tâm thì phải nghe, phải thọ trì bát nhã ba la mật, chọn chẳng ly bát nhã ba la mật thì mới vào được Phật đạo. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là nền tảng của Phật đạo vậy. Hỏi, trừ vị thiên tử khi phát tâm phát vô thượng bồ đề tâm ắt là đã có nghe bát nhã ba la mật rồi, vì sao lại nói vị nào chưa nghe bát nhã ba la mật thì phải nên nghe? Đáp, có nhiều vị thiên tử ở đời trước đã có phát tâm, nhưng vì ham hưởng dục lạc ở nơi cung trời nên chưa có nhân duyên được nghe bát nhã ba la mật. Lại có nhiều vị thiên tử nay mới vừa phát tâm nên cũng chưa được nghe bát nhã ba la mật. Lại có chư vị thiên tử ở cõi dục chìm đắm trong năm dục tham nhiễm sâu dày nên chẳng có cơ duyên phát tâm cầu bát nhã ba la mật. Lại có chư vị thiên tử ở cõi sắc vì tham đắm thiền vị nên chẳng có cơ duyên phát tâm cầu bát nhã ba la mật. Bởi vậy nên Phật mới nhắc nhở, có vị thiên tử chưa nghe bát nhã ba la mật thì nay phải nghe, phải thọ trì, phải tránh ước niệm, phải tu tập bát nhã ba la mật. Trước đây nói các thiền ma chẳng có chỗ tiện để phá hoại tâm của Bồ Tát, đó là nói về nội nhân duyên. Vì sao? Vì khi Bồ Tát đã tu tập đầy đủ hạnh Bồ Tát, đã trú trong không tam muội, đã hành đầy đủ bốn vô lượng tâm, khiến nội tâm được an định thì thiên ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại. Nay nói về ngoại nhân duyên, nên Phật dạy chư thiên của các thiện nam thiện nữ phải thọ trì và cúng dường bát nhã ba la mật. Như vậy cả chư thiên cùng các thiện nam thiện nữ đều đồng sự với nhau. Nếu ma đến quấy phá các thiện nam thiện nữ thì chư thiên liền đến bảo hộ họ, khiến ma chẳng có thể gây tác hại được. Trong kinh còn nói đến trường hợp những thiện nam thiện nữ chọn nơi hoang vắng núi cao rừng rậm để tu hành. Những nơi hẻo lánh thường có ma quỷ giả cướp đến quấy phá hãm hại. Thế nhưng do đã khéo tu bát nhã ba la mật, khéo tu tập 18 không đã có nhiều oai đức, khiến chúng ma chẳng dám đến gần, nên các thiện nam thiện nữ này được an ổn ở các nơi này, chẳng có gì sợ hãi cả. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy, chư vị thiên tử nào chưa nghe bát nhã ba la mật thì nay phải nghe, phải thọ trì, phải tránh ước niệm, phải tu tập bát nhã ba la mật. Kinh, chư thiên tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào thân cận đọc tụng, thọ trì, tránh ước niệm bát nhã ba la mật, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm mà tu tập bát nhã ba la mật thì chúng con phải thường ủng hộ. Vì sao? Vì do nhân duyên tu tập bát nhã ba la mật mà Bồ Tát đoạn được ba đường ác, đoạn được sự bần cùng của các hàng trời người, đoạn được các tai họa về bệnh tật và đói khát. Cũng vì do nhân duyên tu tập như vậy mà thế gian mới có các đại gia đại tộc, mới có chuyển luân thánh vương, có tứ thiên vương,
có giác cứu cánh thiên, cũng vì do nhân duyên tu tập như vậy mới có quả tu đà hoàn, quả tu đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán, mới có quả bích chi phật và bích chi phật đạo. Cũng vì do nhân duyên tu tập như vậy mới có thành tựu chúng sanh tịnh phật quốc độ, có chư phật thị hiện ở thế gian, có chuyển pháp luân dẫn đến có phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Bạch Thế Tôn, do đại nhân duyên như vậy nên hết thảy thế gian, trời người và Atula đều phải thủ hộ Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy, này chư thiên tử. Vì do đại nhân duyên tu tập như vậy nên Bồ Tát đoạn dứt được ba đường ác, dẫn đến có ba ngôi tam bảo xuất hiện ở thế gian. Vậy nên các hàng trời người và Atula đều phải thường ủng hộ, cung kính, tôn trọng, cúng dường và tán thán chư vị Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Này chư thiên tử, cung kính cúng dường tán thán chư vị Bồ Tát đó, tức là cung kính cúng dường tán thán Phật vậy. Này chư thiên tử, ví như trong ba ngàn đại thiên thế giới có số thanh văn và bích chi Phật nhiều như rừng rậm, lúa mè, tre lau, lại có người thiện nam thiện nữ cung kính tôn trọng cúng dường tất cả chư vị thanh văn và bích chi Phật đó, thì phước đức cũng chẳng sao bằng được phước đức của người thiện nam thiện nữ cung kính tôn trọng cúng dường một vị Bồ Tát sơ phát tâm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm. Vì sao? Vì chẳng phải do nhân duyên tu tập của hàng thanh văn và bích chi Phật mà có chư đại Bồ Tát và chư Phật xuất hiện ở thế gian. Chỉ vì do nhân duyên tu tập Bát Nhã Ba La Mật của hàng Bồ Tát mà có chư thanh văn, chư bích chi Phật, chư đại Bồ Tát cũng chư Phật xuất hiện ở thế gian này. Này Kiều Thi Ca, bởi nhân duyên vậy nên hết thảy thế gian, từ các hàng trời người dẫn đến Atula đều phải nên ủng hộ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán chư vị Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: chư thiên tử, bạch với hy Phật, nguyện sẽ xin ủng hộ chư vị Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật nêu các lý do sau đây. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật là đồng sự với chư thiên trong việc cầu Phật đạo. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật do muốn an lạc chúng sanh nên chịu khó thay cho chúng sanh, do vậy mà đoạn dứt được ba đường ác. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật dạy chúng sanh tu mười thiện đạo, khiến họ dứt được sự bần cùng khốn khổ, dẫn họ đến ba đường thiện. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật dạy cho chúng sanh nhận rõ năm dục là tội lỗi, dạy họ ly dục để tu tập bốn thiện, bốn vô sắc định, bốn vô lượng tâm. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật dạy cho chúng sanh tu tập sáu pháp Ba La Mật, khiến họ được vô lượng công đức, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Do nhân duyên Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà ở thế gian có các đại gia đại tộc, có bốn quả thanh văn, có bích chi Phật đạo, có thành tựu chúng sanh, có tịnh Phật quốc độ, có Phật thị hiện ở thế gian, có chuyển pháp luân, dẫn đến có Phật bảo, có pháp bảo, có tăng bảo. Bồ Tát thông đạt các pháp không nên có đầy đủ uy lực. Bồ Tát lại hay thuyết các thiện pháp nhằm dạy cho chúng sanh tu hành, dẫn dắt chúng sanh vào Phật đạo. Ví như vị thái tử quyết định sẽ kế vị vua cha lên ngôi báu, Bồ Tát cũng như vậy, do từ sơ phát tâm thường chẳng ly tát bà nhã tâm tu tập Bát Nhã Ba La Mật nên quyết định sẽ thành Phật đạo. Bồ Tát tu tập lâu như vậy nên rất xứng đáng được sự cung kính tôn trọng cúng dường. Phật dạy chư thiên phải nên cung kính tôn trọng cúng dường tán thán chư vị Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của ba đời chư Phật, nên cung kính tôn trọng cúng dường tán thán chư vị Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật chính là cung kính tôn trọng cúng dường tán thán chư Phật vậy. Hỏi: các bậc A-la-hán và bích chi Phật xứng đáng được sự cúng dường của chúng sanh, xứng đáng là phước điển cho hết thảy chúng sanh. Như vậy vì sao lại nói phước đức cúng dường vô lượng thanh văn và bích chi Phật cũng chẳng sao bằng được phước đức cúng dường một vị Bồ Tát sơ phát tâm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm? Đáp: nên biết có ba việc tối tôn tối trọng chẳng có gì bằng được. Đó là Bồ Tát dùng tát bà nhã tâm mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chọn chẳng ly sáu pháp Ba La Mật, Bồ Tát đoạn trừ ba đường ác dẫn đến xuất sanh ba thừa giáo. Tu tập theo pháp nhị thừa thì chẳng thể nào đoạn trừ được ba đường ác, dẫn đến chẳng thể nào xuất sanh được ba thừa giáo. Bởi vậy nên nói cúng dường vô lượng thanh văn và bích chi Phật chẳng sao bằng được cúng dường một vị Bồ Tát sơ phát tâm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm. Phẩm thứ 31: diệt tránh, diệt trừ cạnh tranh. Kinh: lúc bấy giờ ngài Thích Đề Hoán Nhân bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, lạ lùng và hy hữu thay, Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật mà thọ trì thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, tránh ước niệm, tu tập nên ở hiện đời có được công đức thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, đi từ quốc độ này đến quốc độ khác để cúng dường chư Phật. Mỗi khi muốn cúng dường thì liền được như nguyện, lại được theo Phật, nghe Pháp, mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề chẳng bao giờ quên sót. Bồ Tát này cũng thành tựu sanh thai, thành tựu gia đình, thành tựu chỗ sanh, thành tựu quyến thuộc, thành tựu xuất sanh, thành tựu xuất gia, thành tựu tướng trang nghiêm, thành tựu quang minh, thành tựu nhãn nhĩ thông, thành tựu các tam muội, thành tựu các đà la ni. Bồ Tát này dùng các lực phương tiện biến thân như thân Phật, đi đến các quốc độ không có Phật để tán dương sáu pháp ba la mật, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Dùng giáo pháp của cả ba thừa, hoặc thanh văn thừa, hoặc bích chi Phật thừa, hoặc Phật thừa để tùy nghi độ chúng sanh. Bạch Thế Tôn, lạ lùng và hy hữu thay, thọ trì Bát Nhã Ba La Mật là tổng nhiếp cả năm ba la mật kia, tổng nhiếp bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, tổng nhiếp bốn quả thanh văn, bích chi Phật đạo, Phật đạo và nhất thiết trùng trí. Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, thọ trì Bát Nhã Ba La Mật là tổng nhiếp cả năm ba la mật kia, dẫn đến nhất thiết trùng trí vậy. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào thân cận đọc tụng thuyết giảng, tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật, thì ở hiện đời được vô lượng công đức. Bởi vậy nên ông hãy lắng nghe kỹ. Ngài Thích Đại Bản Nhân thưa, Bạch Thế Tôn, chúng con xin được thọ giáo. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu có kẻ ngoại đạo phạm trí hoặc ma vương ma dân, hoặc kẻ tăng thượng mạng, mống tâm muốn phá hoại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, thì ác tâm ấy liền bị triệt tiêu, khiến kẻ mống tâm chẳng sao hành động được như ý muốn. Vì sao? Vì chúng sanh mãi chìm đắm trong đêm dài vô minh u tối, nên Bồ Tát nguyện hành sáu pháp Ba La Mật để độ thoát họ. Vì chúng sanh mãi tham lam, tranh cạnh, nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại vật sở hữu nhằm an lập họ trong đàn Ba La Mật. Vì chúng sanh mãi phá giới, nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp nhằm an lập họ trong thi la ba la mật. Vì chúng sanh mãi đấu tranh nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp nhằm an lập họ trong sàn đẻ ba la mật. Vì chúng sanh mãi giải đãi nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp nhằm an lập họ trong tỷ lê gia ba la mật. Vì chúng sanh mãi loạn tâm nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp nhằm an lập họ trong thiền ba la mật. Vì chúng sanh mãi ngu si nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp nhằm an lập họ trong bát nhã ba la mật. Vì chúng sanh mãi bị ái kiết trói buộc mà cứ phải luân chuyển trong sanh tử, nên Bồ Tát nguyện dùng các lực phương tiện để đoạn trừ ái kiết của chúng sanh nhằm an lập họ trong bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, bốn niệm xứ, tám thánh đạo, an lập họ nơi không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội, an lập họ nơi quả tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, an lập họ nơi bích chi Phật đạo và Phật đạo. Này Kiều Thi Ca, như vậy là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật được công đức ở đời này và cả ở cả đời sau sẽ được vô thượng Bồ Đề sẽ truyền pháp luân đầy đủ các hạnh nguyện nhập vào vô dư niết bàn. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe Bát Nhã Ba La Mật mà thọ trì thân cận đọc tụng thuyết giảng tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì chỗ ở của người này, các hàng ngoại đạo, các ma vương, ma dân, các kẻ tăng thượng mạng muốn khinh khi hủy báng vấn nạn phá hoại Bát Nhã Ba La Mật đều chẳng thể nào thành tựu được. Ác tâm của chúng liền bị chuyển hóa hay bị tiêu diệt, khiến chúng được nghe Bát Nhã Ba La Mật, dần dần vào được ba thừa đạo, đoạn hết các khổ. Này Kiều Thi Ca, ví như thuốc ma kỳ có lực đẩy lui được các rắn độc, dù các rắn đó đói là muốn đến ăn các côn trùng ở trong vùng có thuốc này thì cũng chẳng sao đến gần được, vì thuốc ma kỳ có lực chế ngự được các loài rắn độc. Cũng như vậy, các thiện nam thiện nữ nào nghe được Bát Nhã Ba La Mật rồi thọ trì thân cận đọc tụng thuyết giảng tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật có oai lực ngăn chặn và tiêu diệt mọi ác tâm ngay khi vừa mống khởi của những kẻ bị tà kiến che tâm muốn phá hoại Bát Nhã Ba La Mật, chẳng những thế lại còn chuyển hóa được họ, khiến họ từ bỏ ác tâm chịu nghe Bát Nhã Ba La Mật. Do được nghe Bát Nhã Ba La Mật nên họ liền sanh thiện tâm, tăng ích công đức. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật có oai lực tiêu trừ hết các bất thiện pháp, các phiền não, các kiết sử, làm duyên khởi cho sự đấu tranh, các tà kiến chấp điên đảo như ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, đoạn kiến, thường kiến, cấu kiến, tịnh kiến, hữu kiến,
vô kiến đều được đoạn trừ tận gốc, sàn tham phạm giới sân nhuế giải đãi loại ý vô trí. Thường tưởng lạc tiểu tưởng tịnh tưởng dẫn đến các chấp về năm ấm, chấp sáu pháp ba la mật, chấp nhất thiết chủng trí, chấp niết bàn vân vân cũng đều bị tiêu trừ. Tất cả các pháp làm duyên khởi cho sự đấu tranh này đều bị bát nhã ba la mật tiêu trừ, chẳng thể nào tăng trưởng được. Luận: Bồ Tát nào nghe bát nhã ba la mật rồi liền tín thọ, thân cận đọc tụng tránh ước niệm, tu tập vì người khác thuyết giảng, được nhiều công đức ở đời này và cả ở đời sau. Vì sao? Vì Bồ Tát này nghe bát nhã ba la mật rồi liền dùng tín lực để lãnh thọ, dùng niệm lực để giữ gìn nên có được bát nhã ba la mật lực vậy. Bồ Tát này cũng thường thân cận, thường thưa hỏi chư Phật và chư Đại Bồ Tát ở khắp mười phương, nên hiểu rõ được thâm nghĩa của bát nhã ba la mật. Bồ Tát này lại thường thuyết giảng bát nhã ba la mật cho người khác nghe, vì biết rằng bát nhã ba la mật quá thậm thâm vi diệu, cần phải giải nghĩa rõ ràng thì chúng sanh mới được lợi lạc. Bồ Tát này biết rõ Phật Pháp là chẳng thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị, nên đã dùng đại bi tâm vì chúng sanh mà thuyết Pháp, nhằm phá các hí luận, các tà kiến và đưa chúng sanh vào Phật Pháp. Bồ Tát nương theo Phật lực mà thuyết Pháp, nhưng chẳng chấp Pháp, như vậy mới trừ được các điên đảo tà niệm. Bồ Tát thường trú nơi bốn niệm xứ ước niệm rằng, muốn được đạo thì phải xa lìa các lạc thú ở thế gian, như vậy gọi là tránh ước niệm. Tránh ước niệm là nguồn gốc của hết thảy các thiện pháp. Người sơ cơ vào đạo trước hết phải có tránh ước niệm. Thường ở trong tránh ước niệm như vậy mới gọi là tu tập. Tu tập trong tránh ước niệm như vậy thì mới có được nhiều công đức ở đời này và cả đời sau. Theo Ngài Thích Đề Hoàn Nhân, thì công đức ở đời này là công đức được tu tập giáo pháp của cả ba thừa giáo, và công đức ở đời sau là nhờ nghe bát nhã ba la mật mà có được bát nhã ba la mật lực, thâu nhiếp được cả năm ba la mật kia, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Phật ấn chứng lời nói của vị Đế Thích và dạy rằng, muốn khiến người khác tín thọ bát nhã ba la mật thì trước hết phải tự mình nhất tâm tín thọ và tu tập bát nhã ba la mật. Ngài Thích Đề Hoàn Nhân đã tín thọ bát nhã ba la mật, nhưng phàm phu chưa biết rõ bát nhã ba la mật là thậm thâm vi diệu, nên Phật vì thương xót chúng sanh đã phải dùng ngôn ngữ danh tự của thế gian để khai thị, khiến chúng sanh phát khởi được bồ đề tâm mà tín thọ bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì nếu tín tâm chưa được bền vững thì có thể bị các ngoại đạo phạm trí, các ma vương, ma dân, các kẻ tăng thượng mạn phá hoại, làm lung lạc tín tâm vậy. Nên biết, phạm trí là người xuất gia theo ngoại đạo, thường ái pháp và mang nặng tà kiến chấp. Bởi vậy, chẳng thể nào tín thọ được bát nhã ba la mật, chẳng thể nào vào được nơi thật tướng pháp. Hàng phạm trí thường muốn phá hoại tín tâm của người tu tập bát nhã ba la mật. Người tăng thượng mạn là người đã tu tập thiền định mà chưa vào được Phật đạo, nhưng tự hào cho mình đã đắc đạo, khi nghe nói quả thanh văn mới chỉ là quả vị thấp, chưa phải là quả vị vô thượng, chưa dẫn vào vô dư niết bàn thì sanh tâm buồn tủi giận dữ, dẫn đến trở thành tăng thượng mạn. Những người này muốn phá hoại bát nhã ba la mật vì họ tự xét chẳng thể nào thật hành được Bồ Tát hạnh, chẳng thể nào chịu cần khổ để giáo hóa chúng sanh, đưa chúng sanh vào Phật đạo như chư vị Bồ Tát được. Do vậy mà họ thường khởi lòng đấu tranh. Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật, xả nội ngoại pháp, khiến chẳng còn khởi đấu tranh. Trái lại, chúng sanh do thủ chấp nội ngoại pháp mà thường khởi đấu tranh. Bởi vậy nên Bồ Tát xả nội ngoại pháp tự an lập trong sáu ba la mật, và cũng dạy cho chúng sanh xả nội ngoại pháp dẫn đến an lập chúng sanh trong sáu ba la mật, dạy họ tu tập các thiện pháp, gieo trồng phước đức ở đời này và mãi trong vô lượng kiếp về sau, khiến các chủng tử đấu tranh đều bị tiêu diệt. Bồ Tát tu tập như vậy nên dù có gặp các việc đấu tranh cũng vẫn giữ được tâm an nhiên tự tại, chẳng hề bị ràng buộc. Trái lại, Bồ Tát còn có oai lực nhiếp phục được những kẻ đấu tranh, quay về với thiện tâm khiến họ tăng ích công đức. Ví như thuốc ma kỳ có oai lực đẩy lui các loài rắn độc khiến chúng khiếp sợ phải lánh xa. Cũng như vậy, bát nhã ba la mật có oai lực đẩy lui và hàng phục tất cả những kẻ nào muốn phá hoại người hành Bồ Tát đạo. Bát nhã ba la mật cũng có thế lực tiêu trừ vô minh, tận diệt các kiết sử phiền não, các tà kiến tà chấp, lại cũng tiêu diệt hết thảy các ái hành ái chấp, như ái chấp năm ấm, ái chấp nội không dẫn đến ái chấp vô pháp hữu pháp không, ái chấp bốn niệm xứ dẫn đến ái chấp 18 bất cộng pháp, ái chấp đàn ba la mật dẫn đến ái chấp bát nhã ba la mật, ái chấp nhất thiết chủng trí dẫn đến ái chấp niết bàn.
Kinh, lại nữa này kiểu thi ca trong 3.000 đại thiên thế giới hết thảy chư thiên, thường thủ hộ các thiện nam thiện nữ nào, hay thọ trì đọc tụng cúng dường thuyết giảng tránh ước niệm và tu tập bát nhã ba la mật, hiện trong khắp mười phương, chư Phật cũng thường hộ niệm cho các thiện nam thiện nữ này. Vì sao? Vì do các thiện nam thiện nữ này tu tập bát nhã ba la mật mà các ác pháp bị tiêu trừ, các thiện pháp được tăng ích. Sở dĩ các thiện pháp được tăng ích như đàn ba la mật được tăng ích vì các thiện nam thiện nữ này thường dụng tâm vô sở đắc mà tu tập vậy. Các thiện nam thiện nữ này nói ra lời nào cũng đều được mọi người tín thọ, được các hàng thân thuộc mến phục, tin yêu. Các thiện nam thiện nữ này chẳng nói ra những lời vô ích, chẳng bị san tham kiêu mạn tật đố che tâm. Các thiện nam thiện nữ này tự mình chẳng sát sanh, dạy người chẳng nên sát sanh, tán thán pháp không sát sanh, hoan hỉ tán thán người không sát sanh, tự mình ra lìa trộm cắp, dạy người chẳng nên trộm cắp, tán thán pháp không trộm cắp, hoan hỉ tán thán người không trộm cắp, tự mình chẳng tà dâm, dạy người chẳng nên tà dâm, tán thán pháp không tà dâm, hoan hỉ tán thán người không tà dâm, tự mình chẳng vọng ngữ, dạy người chẳng nên vọng ngữ, tán thán pháp không vọng ngữ, hoan hỉ tán thán người không vọng ngữ. Ở nơi các pháp lưỡng thiệt, ác khẩu và ỷ ngữ cũng là như vậy. Các thiện nam thiện nữ này tự mình chẳng tham, dạy người chẳng nên tham, tán thán pháp không tham, hoan hỉ tán thán người không tham. Ở nơi các pháp sân và si cũng là như vậy. Các thiện nam thiện nữ này tự mình chẳng khởi tà kiến, dạy người chẳng nên khởi tà kiến, tán thán pháp không khởi tà kiến, hoan hỷ tán thán người không tà kiến. Các thiện nam thiện nữ này tự mình tu nội không, dẫn đến tu vô pháp hữu pháp không, dạy người tu nội không, dẫn đến tu vô pháp hữu pháp không, hoan hỷ tán thán người tu nội không, dẫn đến tu vô pháp hữu pháp không. Các thiện nam thiện nữ này tự mình tu sáu pháp ba la mật, dạy người nên tu sáu pháp ba la mật, hoan hỷ tán thán người tu sáu pháp ba la mật. Các thiện nam thiện nữ này tự mình tu các đà la ni và các tam muội, tu bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô giác định, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, tu ba giải thoát môn, không vô tướng và vô tác, tu tám pháp giải thoát, tu mười lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí, đại từ đại bi, 18 bất cộng pháp. Cũng dạy người nên tu các pháp đó và hoan hỷ tán thán người tu các pháp đó. Các thiện nam thiện nữ này tự mình chẳng lầm lẫn các pháp, tự mình xả chấp các pháp, dạy người chẳng nên lầm lẫn các pháp, phải nên xả chấp các pháp, dẫn đến tự mình được nhất thiết chủng trí, dạy người khác tu để được nhất thiết chủng trí và hoan hỷ tán thán người được nhất thiết chủng trí. Do dụng tâm vô sở đắc khi hành sáu ba la mật, nên các thiện nam thiện nữ này đem các công đức trên đây cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng bồ đề. Này kiểu thi ca, các thiện nam thiện nữ này khi thật hành bát nhã ba la mật tự niệm rằng: nếu ta chẳng hành bố thí thì ta sẽ thọ báo bần cùng, sẽ chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí. Nếu ta chẳng trì giới thì sẽ thọ báo sanh vào ba đường ác, chẳng được làm thân người, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí. Nếu ta chẳng hành nhẫn nhục thì ta sẽ chẳng được các căn đầy đủ, chẳng được sắc thân toàn vẹn như Bồ Tát, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí. Nếu ta giải đãi thì ta sẽ chẳng hành được Bồ Tát đạo, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí. Nếu ta loạn tâm thì ta chẳng vào được các thiền định, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí. Nếu ta vô trí thì ta sẽ chẳng có được các lực phương tiện, chẳng có thể thắng được hơn hàng thanh văn và bích chi Phật, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí. Này kiểu thi ca, các thiện nam thiện nữ này khi thật hành bát nhã ba la mật lại tự niệm rằng: nếu tùy san tham thì chẳng được đầy đủ đàn ba la mật, nếu tùy phạm giới thì chẳng được đầy đủ thi la ba la mật, nếu tùy sân nhuế thì chẳng được đầy đủ sàn đè ba la mật, nếu tùy giải đãi thì chẳng được đầy đủ tỷ lê gia ba la mật, nếu tùy loạn tâm thì chẳng được đầy đủ thiền ba la mật, nếu tùy ngu si thì chẳng được đầy đủ bát nhã ba la mật. Nói chung, nếu chẳng đầy đủ sáu pháp ba la mật thì chẳng thể nào được nhất thiết chủng trí vậy. Bởi nhân duyên vậy nên các thiện nam thiện nữ nào nghe pháp, nghe bát nhã ba la mật rồi liền thọ trì thân cận, đọc tụng thuyết giảng tránh ước niệm,
chọn chẳng ly tát bà nhã tâm mà tu tập thì được vô lượng công đức ở đời này và cả ở đời sau vậy. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hy hữu thay, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì hồi hướng về nhất thiết chủng trí nên chẳng sanh cao tâm. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao mà nói Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì hồi hướng về nhất thiết chủng trí nên chẳng sanh cao tâm? Ngài Thích Đại Hoàn Nhân thưa: Bạch Thế Tôn, có Bồ Tát hành đạt Ba La Mật thế gian mà cho rằng mình đã đầy đủ đạt Ba La Mật, dẫn đến hành Bát Nhã Ba La Mật thế gian mà cho rằng mình đã đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát này do chẳng có lực phương tiện, do còn tâm chấp ngã nên mới sanh cao tâm. Bạch Thế Tôn, có Bồ Tát tu bốn niệm xứ thế gian mà cho rằng mình đã đầy đủ bốn niệm xứ, dẫn đến tu tám thánh đạo thế gian mà cho rằng mình đã đầy đủ tám thánh đạo. Bồ Tát này do chẳng có lực phương tiện, do còn tâm chấp ngã nên mới sanh cao tâm. Lại có Bồ Tát cho rằng mình đã đầy đủ 18 bất cộng pháp, đã đầy đủ nhất thiết chủng trí, sẽ thành tựu chúng sanh, sẽ thanh tịnh Phật độ. Bồ Tát này do chẳng có lực phương tiện, do còn tâm chấp ngã nên mới sanh cao tâm. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát dụng tâm vô sở đắc, hạnh đạt Ba La Mật xuất thế gian, chẳng thấy có người thí, có người thọ, có vật thí, và hồi hướng tất cả công đức bố thí về nhất thiết chủng trí, thì chẳng có sanh cao tâm. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ đạt Ba La Mật là bất khả đắc, Bồ Tát cũng dụng tâm vô sở đắc, hành năm Ba La Mật kia. Như vậy, vì biết rõ năm Ba La Mật kia cũng đều là bất khả đắc, tu bốn niệm xứ dẫn đến tu nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, vì hồi hướng về nhất thiết chủng trí nên chẳng có sanh cao tâm. Luận: Hỏi, trước đây đã có nói về các thiên ma, ma dân và các hàng phi nhân thường phá hoại các thiện nam thiện nữ tu tập Bát Nhã Ba La Mật rồi, vì sao nay còn nói nữa? Đáp: Trước đây nói các loài ma thường phá hoại tâm của người hành Bát Nhã Ba La Mật, nay nói về ác tâm của các loài ma muốn phá hoại tâm của người hành Bát Nhã Ba La Mật đều bị tiêu diệt ngay khi vừa bỗng khởi. Vì sao? Vì do tu tập Bát Nhã Ba La Mật nên các bất thiện pháp chẳng sanh, các thiện pháp càng thêm tăng trưởng. Do tu tập phước đức trí huệ nên có được đại oai lực, bởi vậy nên các loài ma chẳng còn tìm được chỗ tiện để phá hoại nữa. Lại nữa, Bồ Tát có đại oai đức nên được chúng sanh tin kính. Bồ Tát lại phát đại bi tâm cứu khổ hết thảy chúng sanh ái kính Phật đạo, biết rõ niệm niệm sanh diệt nên chẳng nói lời vô ích, chỉ nói thật ngữ khiến các thiện pháp càng thêm tăng trưởng, khiến các kiết sử phiền não chẳng còn che tâm nữa. Khi hành đạo, Bồ Tát luôn tự niệm, nếu ở hiện tiền có khởi niệm bất thiện, thì ở vị lai sẽ gặt quả báo bất thiện, như vậy sẽ làm chướng ngại cho việc tu tập vào Phật đạo. Dù vẫn còn vi tế kiết sử, nhưng Bồ Tát chẳng còn khởi các nghiệp ác, ở thân và khẩu lại cũng chẳng bao giờ còn hành các ác sự đối với chúng sanh nữa. Nếu Bồ Tát có thị hiện thọ sanh vào các nhà hạ tiện, thì đó cũng là thắng duyên để thực hành Bồ Tát đạo. Bởi vậy, nên ngay ở hiện đời Bồ Tát vẫn được vô lượng pháp lạc, dẫn đến ở đời vị lai cũng được vô lượng pháp lạc như vậy. Bồ Tát hành các thiện pháp tu đầy đủ 37 phẩm trợ đạo, đại từ đại bi vân vân, và cũng dạy cho chúng sanh tu 37 phẩm trợ đạo, đại từ đại bi cùng các thiện hạnh khác. Bồ Tát muốn được pháp lạc và muốn chúng sanh cũng được pháp lạc như mình, dẫn đến được nhất thiết chủng trí và muốn chúng sanh cũng được nhất thiết chủng trí. Trên đây tổng nhiếp các công đức tụ tập 6 pháp Ba La Mật để làm duyên cho hàng Bồ Tát sơ phát tâm cùng các thiện nam thiện nữ tín thọ thân cận đọc tụng thuyết giảng tu tập Bát Nhã Ba La Mật, khiến được quả báo công đức ở đời này và cả ở đời sau. Vì sao? Vì nếu chưa vào được Bồ Tát đạo, chưa được lậu tận thì đôi khi vẫn còn khởi niệm san tham, còn chưa tích cực hành bố thí, bởi vậy nên Bồ Tát phải thường niệm nếu chẳng đầy đủ đạt Ba La Mật thì ở hiện đời chẳng có được các công đức và ở đời sau sẽ bị các duyên nghiệp dẫn sanh vào các nơi bẩn cùng hạ tiện chịu nhiều khổ đau. Như vậy là tự mình chẳng có được tự tại, lại cũng chẳng làm được lợi ích cho người khác, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ. Vì sao? Vì chúng sanh thanh tịnh thì Phật độ mới tịnh vậy. Lại nữa, nếu chẳng hành đầy đủ 6 pháp Ba La Mật thì chẳng thể được nhất thiết chủng trí. Trên đây cũng có nêu trường hợp chẳng có được các lực phương tiện, đó là trường hợp hành 6 pháp Ba La Mật mà chẳng ly tâm chấp ngã, chẳng ly các pháp tướng. Ví như bố thí mà vẫn còn chấp có người thí, có người thọ và có vật thí. Bố thí mà còn chấp tâm chấp tướng như vậy
là bố thí chẳng có được phương tiện. Trái lại, bố thí mà chẳng còn chấp tâm, chẳng còn thủ tướng là bố thí có được phương tiện. Nói chung, nếu thi hành 6 pháp ba la mật mà vẫn còn tâm chấp ngã, còn thủ các pháp tướng thì chẳng sao vào được Phật đạo. Do vậy mà các loài ma mới có thể phá hoại được. Hỏi: nếu ba la mật thế gian chẳng phải là chánh pháp thì Phật đề cập đến để làm gì? Đáp: ba la mật thế gian là bước đầu dẫn vào chánh đạo, trước phải hành tương tự pháp rồi sau mới vào được chánh đạo giải thoát vậy. Hết quyển 56. Luận Đại Trí Độ, quyển 57. Phẩm thứ 32, Bảo Tháp Đại Minh, Tháp Báu Đại Minh. Kinh: lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Thích Đại Hoàn Nhân: này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe Bát Nhã Ba La Mật mà thọ trì thân cận đọc tụng thuyết giảng chánh ước niệm, chẳng đi Tát Bà Nhã Tâm mà tu tập, thì dù ở ngay trong chiến trận giữa rừng đao tên cũng chẳng mất mạng, chẳng bị đao tên làm tổn hại. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này thường hành 6 pháp ba la mật, nên tự mình trừ được đao tên dâm dục, cũng khiến người trừ được đao tên dâm dục. Tự mình trừ được đao tên sân nhuế, cũng khiến người trừ được đao tên sân nhuế. Tự mình trừ được đao tên ngu si, cũng khiến người trừ được đao tên ngu si. Tự mình trừ được đao tên tà kiến, cũng khiến người trừ được đao tên tà kiến. Tự mình trừ được đao tên triền cái, cũng khiến người trừ được đao tên triền cái. Tự mình trừ được đao tên kiết sử, cũng khiến người trừ được đao tên kiết sử. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ này chẳng bị đao tên làm tổn hại. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe Bát Nhã Ba La Mật mà thọ trì thân cận đọc tụng thuyết giảng chánh ước niệm, chẳng ly Tát Bà Nhã Tâm, thì gặp độc dược, độc trùng, hầm lửa, hố sâu, gươm đao cũng chẳng bị não hại. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là đại minh chú, là vô thượng chú. Các thiện nam thiện nữ này do học minh chú này mà chẳng bị não hại và cũng chẳng làm não hại người. Các thiện nam thiện nữ này biết rõ ngã, chúng sanh, thọ giả, tri giả, kiến giả đều là bất khả đắc. Biết rõ năm ấm dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng đều là bất khả đắc. Do biết rõ hết thảy pháp đều là bất khả đắc nên tự mình chẳng bị não hại và cũng chẳng làm não hại người vậy. Các thiện nam thiện nữ này do học đại minh chú này mà được vô thượng bồ đề tâm, quán được hết thảy tâm chúng sanh mà tùy ý thuyết pháp. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ đã học minh chú này mà được đạo vô thượng bồ đề. Chư Phật hiện tại học minh chú này mà được đạo vô thượng bồ đề. Chư Phật vị lai cũng sẽ học minh chú này để được đạo vô thượng bồ đề vậy. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật để nơi chú xứ mình mà thờ phụng cúng dường, thì dù chẳng thọ trì, chẳng đọc tụng, chẳng thuyết giảng, chẳng tránh ước niệm tư duy mà vẫn chẳng bị bất cứ người nào hoặc loài phi nhân nào đến nơi đó phá hoại được. Vì sao? Vì kinh Bát Nhã Ba La Mật được hết thảy chư thiên vương, chư phạm vương cùng chư thiên trong cả 3.000 đại thiên thế giới ở khắp mười phương ủng hộ ở nơi chú xứ thờ phượng cúng dường Bát Nhã, thường có chư thiên lui tới cúng dường tôn trọng lễ bái tán thán vậy. Chỉ biên chép Bát Nhã Ba La Mật mà ở hiện đời còn được nhiều công đức như vậy, huống nữa là thọ trì đọc tụng thuyết giảng chánh ước niệm, chẳng ly Tát Bà Nhã Tâm mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Người hoặc súc vật nếu đến được dưới cội bồ đề thì chẳng có bất cứ người nào hoặc loài phi nhân nào có thể đến làm hại được. Vì sao? Vì cội bồ đề là nơi mà chư Phật quá khứ được đạo vô thượng bồ đề, cũng tại cội bồ đề mà chư Phật hiện tại được đạo vô thượng bồ đề và chư Phật vị lai sẽ được đạo vô thượng bồ đề vậy. Sau khi thành tựu vô thượng bồ đề, chư Phật đều bố thí vô úy cho hết thảy chúng sanh, làm cho vô lượng chúng sanh được phước lạc, được bốn quả thanh văn dẫn đến được vô thượng bồ đề. Do oai lực của Bát Nhã Ba La Mật mà ở nơi cội bồ đề thường có các hàng trời người đến cung kính tôn trọng lễ bái và cúng dường. Luận: hỏi, những người nào đã thọ trì đọc tụng chánh ước niệm và tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì dù ở ngay trong chiến trận giữa rừng đao tên vẫn chẳng bị tổn hại. Như vậy vì sao Phật lại nói khi nhân duyên các nghiệp báo đã đến thời thì chúng sanh chẳng thể nào trốn thoát được? Đáp: nên biết có hai loại nghiệp báo nhân duyên, quyết định phải thọ tội báo, không quyết định phải thọ tội báo. Đối với những chúng sanh mà nhân duyên quyết định phải thọ tội báo thì mới nói chẳng có chỗ nào để trốn thoát được.
Còn ở đây chỉ nói đến những chúng sanh mà nhân duyên chưa quyết định phải thọ tuệ báo, mà biết thọ trì đọc tụng tránh ước niệm và tu tập bát nhã ba la mật thì đao tên chẳng thể nào làm hại được. Cũng ví như người phạm trọng tội đã lãnh án tử hình, thì dù có thế lực, dù có tiền của cũng chẳng sao thoát chết được. Còn người tuy phạm trọng tội nhưng chưa lãnh án tử hình mà lại khéo cầu cứu biện bạch hoặc dùng thế lực tiền của thì vẫn có thể thoát khỏi tội báo vậy. Lại nữa, những người nào đã ra đĩa các ác pháp, đã điều phục được vọng tâm chẳng còn nghi mạn, đã trải qua nhiều đời tu tập phước đức trí huệ, thường hành đại bi tâm để giáo hóa chúng sanh thì cũng chẳng bị đao tên làm hại được. Phật dạy, những người khéo tu tập sáu pháp ba la mật thì tự mình trừ được các nạn đao tên và cũng khiến cho chúng sanh trừ được các nạn đao tên. Các hạng ngoại đạo thần tiên còn có thể dùng chú thuật để làm những việc hy hữu như vào nước chẳng bị ướt, vào lửa chẳng bị cháy, gặp các độc trùng chẳng bị hại, huống nữa là người đã tu tập bát nhã ba la mật và đã có đầy đủ bát nhã ba la mật lực. Hỏi, nói như vậy cũng còn có thể tin được, còn như biên chép kinh bát nhã ba la mật để thờ phụng cúng dường mà sao lại có nhiều công đức như vậy được? Đáp, biên chép kinh bát nhã ba la mật cũng có được nhiều công đức. Vì sao? Vì do vì trước đã từng nghe bát nhã ba la mật thâm nhập ái kính bát nhã ba la mật nên nay mới biên chép bát nhã ba la mật để thờ phụng cúng dường vậy. Mặc dù sao bậc đạo sư nhưng luôn luôn quý kính lời dạy của bậc đạo sư nên mới biên chép để thờ phụng cúng dường và để lưu lại đời sau. Do vậy mà người biên chép kinh bát nhã ba la mật được vô lượng công đức, ngang với người thọ trì đọc tụng tránh ước niệm và tu tập bát nhã ba la mật. Hàng chư thiên thường quý mến tôn trọng giữ gìn kinh điển nên thường thủ hộ người thiện nam thiện nữ biên chép bát nhã ba la mật, khiến những người có ác tâm cũng như hàng phi nhân chẳng thể tìm được chỗ tiện để phá hoại. Pháp sự này rất khó tin nên Phật đã dùng cội bồ đề thọ để làm pháp dụ. Cội bồ đề là nơi Phật tu tập bát nhã ba la mật mà thành được đạo vô thượng bồ đề. Nơi đó có đủ oai lực của bát nhã ba la mật nên chẳng có các ác sự hiện hành được vậy. Lại nữa, bát nhã ba la mật là mẹ của chư Phật trong ba đời, nên những thiện nam thiện nữ nào nhất tâm cung kính cúng dường được vô lượng công đức vậy. Kinh, Ngài Thích Đề Hoán Nhân hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ biên chép cúng dường bát nhã ba la mật và lại có thiện nam thiện nữ xây thác để cúng dường Phật, sau khi Phật nhập niết bàn thì bên nào được phước nhiều hơn? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, ta hỏi lại ông và ông cứ tùy ý mà đáp lại. Ý ông nghĩ sao? Do đâu mà Phật được nhất thiết chủng trí, được tướng hảo trang nghiêm? Ngài Thích Đề Hoán Nhân đáp: Phật dạy, này Kiều Thi Ca, đúng như vậy, đúng như vậy. Phật từ nơi bát nhã ba la mật mà được nhất thiết chủng trí. Này Kiều Thi Ca, chẳng phải do thân tướng hào trang nghiêm mà ta được gọi là Phật. Chính là do ta được nhất thiết chủng trí nên mới được gọi là Phật. Này Kiều Thi Ca, nhất thiết chủng trí từ bát nhã ba la mật mà sanh ra. Phật thân chỉ là chỗ sở y của nhất thiết chủng trí, nương nơi Phật thân mà được nhất thiết chủng trí. Chúng sanh do nghĩ rằng thân của Phật chính là chỗ sở y của nhất thiết chủng trí, nên sau khi Phật nhập niết bàn, đã xây dựng tháp để cúng dường xá lợi của Phật. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe bát nhã ba la mật mà biên chép thọ trì đọc tụng thân cận cúng dường cung kính tán thán bát nhã ba la mật thì đó chính là người cúng dường nhất thiết chủng trí vậy. Bởi nhân duyên vậy nên người biên chép thọ trì đọc tụng thân cận cung kính cúng dường tán thán bát nhã ba la mật có phước đức thủ thắng hơn người xây tháp cúng dường xá lợi Phật sau khi Phật nhập niết bàn. Vì sao? Vì từ bát nhã ba la mật xuất sanh năm ba la mật kia, xuất sanh nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, xuất sanh bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, xuất sanh hết thảy các tam muội, hết thảy các đà la ni, thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Bồ Tát thành tựu các công hạnh như thành tựu sanh thai, thành tựu gia đình, thành tựu chỗ sanh, thành tựu quyến thuộc, thành tựu xuất sanh, thành tựu tướng trang nghiêm, thành tựu xuất gia, vân vân cũng đều xuất sanh từ bát nhã ba la mật. Lại nữa, cũng từ nơi bát nhã ba la mật mà ở thế gian xuất sanh các đại gia, các đại tộc, các cõi trời tứ thiên vương. Dẫn đến sắc cứu cánh thiên mà ở thế gian có các quả thanh văn, có nhất thiết chủng trí dẫn đến có Phật. Ngài Thích Đề Hoán Nhân đáp, Bạch Thế Tôn,
người ở cõi Diêm Phủ Đà chẳng biết cúng dường tôn trọng tán thán Bát Nhã Ba La Mật, có phải là vì họ chẳng biết làm như vậy là có nhiều phước đức chăng? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Ở trong cõi Diêm Phủ Đà có được bao nhiêu người có lòng tin bất hoại nơi Phật pháp và tăng, có bao nhiêu người chẳng nghi, có bao nhiêu người quyết liễu? Ngài Thích Đại Hoằng Nhân đáp: Bạch Thế Tôn, ở trong cõi Diêm Phủ Đà rất ít người có lòng tin bất hoại nơi Phật pháp tăng, cũng rất ít người chẳng nghi, rất ít người quyết liễu. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Ở cõi Diêm Phủ Đà có được bao nhiêu người được 37 phẩm trợ đạo, 3 giải thoát môn, 8 bối xả, 9 thứ đệ định, 4 vô ngại trí, 6 thần thông, có bao nhiêu người đoạn được 3 kiết sử, được quả tu đà hoàn, có bao nhiêu người đoạn được 3 kiết sử, cạn mỏng tham sân si, được quả tư đà hàm, có bao nhiêu người dứt 5 hạ phần kiết sử, được quả a na hàm, có bao nhiêu người dứt 5 thượng phần kiết sử, được quả a la hán, có bao nhiêu người cầu bích chi Phật đạo, có bao nhiêu người phát vô thượng bồ đề tâm. Ngài Thích Đề Hoàn Nhân đáp: Bạch Thế Tôn, ở trong cõi Diêm Phủ Đà rất ít người được 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến rất ít người phát vô thượng bồ đề tâm. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, ở cõi Diêm Phủ Đà có rất ít người có lòng tin bất hoại nơi Phật pháp và tăng, rất ít người chẳng nghi, rất ít người quyết liễu, lại cũng có rất ít người được bích chi Phật, dẫn đến có rất ít người phát vô thượng bồ đề tâm. Hơn nữa, ở trong những người đã phát vô thượng bồ đề tâm rồi có rất ít người thật hạnh Bồ Tát hạnh. Vì sao? Vì đời trước chúng sanh ở trong cõi Diêm Phủ Đà chẳng thấy Phật, chẳng nghe pháp, chẳng cúng dường tăng, chẳng bố thí, chẳng trì giới, chẳng nhẫn nhục, chẳng tinh tấn, chẳng thiền định, chẳng trí huệ, chẳng nghe nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng nghe bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng nghe và chẳng tu các tam muội, các đà la ni, lại cũng chẳng nghe và chẳng tu nhất thiết trí và nhất thiết trùng trí. Này Kiều Thi Ca, bởi nhân duyên vậy nên có rất ít chúng sanh có lòng tin bất hoại nên Phật pháp và tăng, dẫn đến có rất ít chúng sanh phát vô thượng bồ đề tâm. Này Kiều Thi Ca, ta dùng Phật nhãn thấy ở phương Đông có vô lượng chúng sanh phát vô thượng bồ đề tâm hành Bồ Tát đạo, thế nhưng vì những chúng sanh ấy xa lìa các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật nên có rất ít người được an trú trong bất thối chuyển địa, do vậy mà phần nhiều bị rơi về Thanh Văn đạo và Bích Chi Phật đạo. Ở chín phương kia cũng đều là như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên những thiện nam thiện nữ nào muốn cầu vô thượng bồ đề phải nghe Bát Nhã Ba La Mật, phải thọ trì thân cận đọc tụng thuyết giảng, tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật, rồi lại phải biên chép cùng kính tôn trọng cúng dường tán thán Bát Nhã Ba La Mật. Những thiện nam thiện nữ này lại còn phải nghe thọ trì dẫn đến cúng dường tán thán các thiện pháp khác nữa. Vì sao? Vì hết thảy các thiện pháp đều quy nhiếp về Bát Nhã Ba La Mật. Các thiện pháp khác gồm những gì? Đó là đàn Ba La Mật dẫn đến thiện Ba La Mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội, hết thảy các đà la ni, đại tử đại bi cùng vô lượng thiện pháp khác. Vô lượng thiện pháp như vậy đều quy nhiếp về Bát Nhã Ba La Mật cả. Bởi vậy nên phải nghe thọ trì thân cận đọc tụng thuyết giảng, tránh ước niệm, tán thán cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì chư Phật khi còn là Bồ Tát cũng tu tập Bát Nhã Ba La Mật cùng vô lượng thiện pháp khác. Vì Bát Nhã Ba La Mật cùng vô lượng thiện pháp đều là pháp tôn quý, là pháp ấn của Thanh Văn và của Bích Chi Phật, của Bồ Tát và của Phật. Chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền do tu tập Bát Nhã Ba La Mật và các thiện pháp khác mà được nhất thiết trùng trí và qua được bờ bên kia. Này Kiều Thi Ca, bởi nhân duyên vậy nên khi Phật còn tại thế, cũng như sau khi Phật đã nhập Niết Bàn, các thiện nam thiện nữ đều phải y trì nơi Bát Nhã Ba La Mật, nơi năm Ba La Mật kia, dẫn đến y trì nơi nhất thiết trùng trí mà tu tập. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến nhất thiết trùng trí là chỗ mà chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật, chư Bồ Tát, chư Phật cùng hết thảy thế gian trời người Atula đều phải y trì vậy. Luận hỏi: Phật đã nhiều phen tán thán Bát Nhã Ba La Mật rồi, nay vì sao Ngài Thích Đại Hoằng Nhân còn so sánh công đức cúng dường Bát Nhã Ba La Mật với công đức cúng dường xá lợi của Phật để làm gì nữa? Đáp: Người chỉ có tín căn thì muốn cúng dường xá lợi, người có huệ căn thì muốn cúng dường kinh pháp. Ngài Thích Đại Hoằng Nhân muốn biết rõ trong hai trường hợp cúng dường bên nào có phước đức nhiều hơn nên mới hỏi Phật để được Phật chỉ dạy cho.
Phật dạy năm ba la mật kia đều từ bát nhã ba la mật sanh. Phật lại cho biết thêm rằng năm độ kia từ bố thí dẫn đến thiền định, chẳng có bát nhã ba la mật chỉ đạo. Nếu chẳng có bát nhã ba la mật chỉ đạo, chẳng có lực phương tiện của trí huệ bát nhã ba la mật, thì chẳng thể gọi là ba la mật được. Vì sao? Vì liễu đạt 18 không là có được trí huệ. Do có trí huệ mà có được bốn niệm xứ, dẫn đến có được nhất thiết chủng trí. Bồ Tát tuy chưa có trí huệ Phật, nhưng do đã hành đầy đủ bát nhã ba la mật nên đã rõ được thật tướng các pháp, do vậy mà được đầy đủ đạt ba la mật, dẫn đến đầy đủ thiền ba la mật. Hãy nói về hai độ bố thí và trì giới. Người chấp các pháp là thật không thì nghĩ rằng chẳng có tội, chẳng có phước nên chẳng cần tu các hạnh bố thí và trì giới. Người chấp các pháp là thật có thì nghĩ rằng các pháp chẳng phải do duyên sanh mà là thường còn. Người chấp các pháp là vô thường thì nghĩ rằng năm ấm thân cũng phải theo thân mà diệt, như vậy cũng chẳng có tội phước ở đời sau. Lại nữa, nếu như nói chẳng có chúng sanh thì cũng chẳng có tội sát sanh, như vậy cũng chẳng có tội phước ở đời sau. Lại nữa, nếu như nói chẳng có chúng sanh thì cũng chẳng có tội sát sanh, như vậy cũng chẳng cần nói đến giới không sát sanh. Thế nhưng người liễu thông được rằng bát nhã ba la mật chính là thật tướng của các pháp thì sẽ chẳng bị đọa về hai chấp có không, như vậy mới vào được trung đạo, mới được đầy đủ đàn ba la mật, đầy đủ thi la ba la mật, dẫn đến đầy đủ các ba la mật khác. Bởi nhân duyên vậy nên nói hết thảy công đức tu tập các thiện pháp đều như cả vào trong bát nhã ba la mật. Hết thảy các quả báo thế gian và xuất thế gian đều y trì vào bát nhã ba la mật, nên công đức cúng dường bát nhã ba la mật thủ thắng hơn công đức cúng dường xá lợi vậy. Hỏi: vì sao trong cõi Diêm Phù Đề có rất nhiều chúng sanh cầu phước đức mà rất ít chúng sanh cầu bát nhã ba la mật? Đáp: ở trong cõi Diêm Phù Đề rất ít người lợi căn thượng trí, nên đa số chỉ ham cầu phước lợi mà chẳng biết cúng dường bát nhã ba la mật. Ví như người mù nhặt được quý kim mà chẳng thấy được nên chẳng biết đó là quý kim vậy. Ở trong cõi Diêm Phù Đề, số người thâm tín bằng ngôi tam bảo cũng còn rất ít, huống nữa là biết được bát nhã ba la mật và tu tập bát nhã ba la mật. Bởi vậy nên Phật mới hỏi Ngài Thích Đại Hòa Nhân có bao nhiêu người có tín tâm bất hoại nơi ba ngôi tam bảo. Hỏi: tín tâm bất hoại, không nghi và quyết liễu có gì sai khác nhau không? Đáp: khởi lòng tin bất hoại nơi tam bảo là không nghi. Lại nữa, nếu đã không nghi thì đã quyết liễu rồi. Cho nên không nghi và quyết liễu dẫn đến sự thành tựu của lòng tin bất hoại. Hỏi: không nghi và quyết liễu có gì sai khác nhau không? Đáp: tin tam bảo thì gọi là không nghi, do không nghi mà sanh trí huệ, thông rõ được các pháp nên gọi là quyết liễu. Ví như có người lội qua dòng nước là do không nghi, khi đã lội qua bờ bên kia rồi mới biết dòng nước mạnh hay yếu, sâu hay cạn, như vậy gọi là quyết liễu. Lại nữa, khi được kiến đế đạo thì được lòng tin bất hoại, khi được tư duy đạo thì gọi là không nghi, khi được vô học đạo thì gọi là liễu quyết. Hỏi: được ba tâm ấy thì có được quả báo gì? Đã có được ba tâm ấy, hành giả sẽ chẳng còn bị chướng ngại trong việc tu tập 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến được 6 thần thông, đoạn được 3 phần kiết sử, chứng quả tu đà hoàn, dẫn đến đoạn giải các tập khí, chứng vô vi quả. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân có quả báo sanh, được tha tâm trí, thường dùng thiên nhĩ để nghe âm thanh của các đạo chúng sanh sai khác. Nay Ngài lại tu đạo Bồ Tát, được căn tánh lanh lợi, nhập vào các tam muội, quán tâm hành của chúng sanh, biết rõ sự hành đạo của chúng sanh trong các đạo. Bởi vậy nên Ngài mới trả lời Phật rằng ở trong cõi Diêm Phù Đề, số người thâm tín tam bảo rất ít, số người được quả tu đà hoàn dẫn đến số người phát tâm cầu Phật đạo lại càng ít hơn nữa, nên rất ít người biết được bát nhã ba la mật để cung kính cúng dường. Vì sao? Vì đời trước chẳng nghe danh tam bảo, dẫn đến chẳng nghe nói đến nhất thiết chủng trí. Phật ấn chứng lời nói của Ngài Thích Đại Hoàn Nhân và dạy: ta dùng Phật nhãn quan thấy trong các mười phương có vô lượng chúng sanh phát vô thượng Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo, nhưng vì xa lìa các lượng phương tiện bát nhã ba la mật nên có rất ít người trú được trong bất thối chuyển địa mà thường bị rơi về thanh văn địa. Cũng nên biết hết thảy các thiện pháp đều nhiếp trọn vào trong bát nhã ba la mật, dẫn đến hết thảy các kinh điển như Pháp Hoa, Giải Thâm Mật, Mật Tích, vân vân đều nhiếp vào trong bát nhã ba la mật cả. Hỏi: vì sao nói tu đà hoàn phải học bát nhã ba la mật mới qua được bờ bên kia? Đáp:
vì sáu pháp ba la mật, ba giải thoát môn, ba bảy phẩm trợ đạo dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là pháp chung cho cả ba thừa. Người tu hành phải tùy theo từng phần, từng quả vị tu chứng mà học vậy. Kinh Phật bảo, này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Sau khi Phật nhập Niết Bàn, nếu có thiện nam thiện nữ nào xây tháp bảy báu, cao một do tuần, rồi dùng hương hoa anh lạc, tràng phan bảo cái và các vật quý báu khác để cung kính cúng dường tôn trọng, tán thán Phật, thì phước đức của thiện nam thiện nữ ấy có nhiều chăng? Ngài Thích Đại Hoản Nhân đáp, bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, phước đức ấy chẳng sao bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ. Nghe Bát Nhã Ba La Mật, rồi biên chép thọ trì đọc tụng, tránh ước niệm, tôn trọng cung kính cúng dường, tán thán Bát Nhã Ba La Mật, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Sau khi Phật nhập Niết Bàn, nếu có thiện nam thiện nữ, chẳng những xây một tháp bảy báu mà xây rất nhiều tháp bảy báu, mỗi tháp cao một do tuần để khắp cõi Diêm Phủ Đề, rồi dùng hương hoa anh lạc tràng phan bảo cái và các vật quý báu khác để cung kính cúng dường tôn trọng tán thán Phật, thì phước đức của thiện nam thiện nữ ấy có nhiều chăng? Ngài Thích Đại Hoản Nhân đáp, bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, phước đức ấy chẳng sao bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ. Nghe Bát Nhã Ba La Mật, rồi biên chép thọ trì đọc tụng, tránh ước niệm, tôn trọng cung kính cúng dường, tán thán Bát Nhã Ba La Mật, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Sau khi Phật nhập Niết Bàn, nếu có thiện nam thiện nữ, chẳng những xây tháp bảy báu đầy khắp cõi Diêm Phủ Đà, mà xây tháp bảy báu đầy khắp cả bốn châu thiên hạ, rồi dùng hương hoa anh lạc tràng phan bảo cái và các vật quý báu khác để cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán Phật, thì phước đức của thiện nam thiện nữ ấy có nhiều chăng? Ngài Thích Đại Hoản Nhân đáp, bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, phước đức ấy chẳng sao bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ nghe Bát Nhã Ba La Mật, rồi biên chép thọ trì đọc tụng, tránh ước niệm, tôn trọng cung kính cúng dường, tán thán Bát Nhã Ba La Mật, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Sau khi Phật nhập Niết Bàn, nếu có thiện nam thiện nữ, chẳng những xây tháp bảy báu đầy khắp cả bốn châu thiên hạ, mà xây tháp bảy báu đầy khắp cả tiểu thiên thế giới, rồi dùng hương hoa anh lạc tràn phát bảo cái và các vật quý báu khác để cung kính cúng dường tôn trọng tán thán Phật, thì phước đức của thiện nam thiện nữ ấy có nhiều chăng? Ngài Thích Đại Hoản Nhân đáp, bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, phước đức ấy chẳng sao bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ nghe Bát Nhã Ba La Mật, rồi biên chép thọ trì đọc tụng, tránh ước niệm, tôn trọng cung kính cúng dường, tán thán Bát Nhã Ba La Mật, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Sau khi Phật nhập Niết Bàn, nếu có thiện nam thiện nữ, chẳng những xây tháp bảy báu đầy khắp cả tiểu thiên thế giới, mà xây tháp bảy báu đầy khắp cả trung thiên thế giới, rồi dùng hương hoa anh lạc tràng phan bảo cái và các vật quý báu khác để cung kính cúng dường tôn trọng tán thán Phật, thì phước đức của thiện nam thiện nữ ấy có nhiều chăng? Ngài Thích Đại Hoản Nhân đáp, bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, phước đức ấy chẳng sao bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ nghe Bát Nhã Ba La Mật, rồi biên chép thọ trì đọc tụng, tránh ước niệm, tôn trọng cung kính cúng dường, tán thán Bát Nhã Ba La Mật, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Sau khi Phật nhập Niết Bàn, nếu ở khắp cả đại thiên thế giới, mỗi mỗi chúng sanh đều xây tháp bảy báu để trọn đời cúng dường Phật, thì phước đức của tất cả chúng sanh ấy góp lại cũng chẳng sao bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ nghe Bát Nhã Ba La Mật, rồi biên chép thọ trì đọc tụng, tránh ước niệm, tôn trọng cung kính cúng dường, tán thán Bát Nhã Ba La Mật, chọn chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy ý ông nghĩ sao? Ngài Thích Đại Hoản Nhân thưa, bạch Thế Tôn, đúng như vậy, đúng như vậy. Vì cung kính tôn trọng cúng dường tán thán Bát Nhã Ba La Mật là cúng dường chư Phật trong ba đời rồi vậy. Bạch Thế Tôn, nếu trong hàng hà sa thế giới ở khắp trong mười phương, mỗi mỗi chúng sanh đều xây tháp bảy báu để cúng dường Phật, hoặc trong một kiếp hoặc dưới một kiếp, thì phước đức ấy có nhiều chăng? Phật dạy, này Kiều Thi Ca, phước đức ấy rất nhiều. Ngài Thích Đại Hoản Nhân thưa, bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn dạy, thì thiện nam thiện nữ nghe Bát Nhã Ba La Mật, rồi biên chép thọ trì đọc tụng, tránh ước niệm, tôn trọng cung kính cúng dường,
Tán thán Bát Nhã Ba La Mật chọn Chẳng Ly Tát Bà Nhã Tâm có phước đức thủ thắng hơn nhiều. Vì sao? Vì hết thảy các thiện pháp như 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô xác định, 3 bảy phẩm trợ đạo, 3 giải thoát môn, 4 thánh đế, 6 thần thông, 8 hối xả, 9 thứ đại định, 6 pháp ba la mật, 18 không, các tam muội, các đà la ni, 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, đại từ đại bi, 18 bất cộng pháp, nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, đều từ Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra cả. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là pháp ấn của ba đời chư Phật. Tất cả thanh văn bích chi Phật, Bồ Tát và Phật đều y như pháp ấn này mà qua được bờ bên kia vậy. Luận, người nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi biên chép thọ trì đọc tụng tránh ước niệm, tôn trọng cung kính cúng dường tán thán Bát Nhã Ba La Mật, chọn Chẳng Ly Tát Bà Nhã Tâm mà tu tập được vô lượng phước đức. Bởi vậy nên Phật dùng tháp bảy báu để làm dụ. Hỏi, bảo tháp mà Phật lấy làm dụ trên đây là thật dụ hay là giả dụ? Đáp, Phật muốn cho chúng sanh được trí giải về phước đức nên đã dùng tháp bảy báu để làm dụ. Như vậy dụ này cũng vừa là thật dụ mà cũng vừa là giả dụ. Vì sao? Ví như khi Phật Ca Diếp vừa nhập Niết Bàn, có vị quốc vương tên là Cát Ly Chiêm xây 500 bảo tháp cao đến 50 do tuần để cúng dường giá lợi của Phật. Lại nữa, trong đời quá khứ có vị chuyển luân thánh vương tên là Đức Trùng, trong một ngày đã xây 500 bảo tháp để cúng dường Phật, đây là thật dụ. Còn nói xây bảo tháp đầy cả cõi Diêm Phù Đà, đầy khắp cả bốn châu thiên hạ, đầy khắp cả tiểu thiên thế giới, đầy khắp cả trung thiên thế giới, đầy khắp cả đại thiên thế giới, vân vân là giả dụ, để nói lên phước đức của việc xây tháp cúng dường Phật vậy. Thế nhưng đây cũng là thật dụ. Vì sao? Ví như Phạm Thiên Vương là vương chủ của cả đại thiên thế giới và cũng là đệ tử của Phật có thần lực biến hóa, dựng tháp khắp cả đại thiên thế giới để cúng dường xá lợi của Phật. Đây cũng là thật dụ vậy. Bởi nhân duyên vậy, nên Phật lấy tháp bảy báu làm dụ để cho hội chúng thấy rõ là hết thảy các thiện pháp, từ 10 thiện đạo dẫn đến nhất thiết chủng trí, đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật cả. Cũng nên biết rằng, xá lợi Phật chỉ là vô ký pháp, cúng dường xá lợi Phật chỉ là thiện pháp, y chỉ nơi thiện pháp mà đời sau được các quả báo lành. Nhưng nếu nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi thọ trì đọc tụng thân cận tránh ước niệm chọn Chẳng Ly Tát Bà Nhã Tâm mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì đời này và cả đời sau đều được quả báo lành dẫn đến được quả vô thượng Bồ Đề. Phẩm thứ 33, thuật thành, thuật lại sự thành tựu. Kinh: Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thích Đề Hòa Nhân, này Kiều Thi Ca, đúng như vậy, đúng như vậy. Các thiện nam thiện nữ biên chép thọ trì đọc tụng thuyết giảng tránh ước niệm và cúng dường Bát Nhã Ba La Mật sẽ được vô lượng vô biên bất khả tư nghị phước đức. Vì sao? Vì nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí dẫn đến chư Phật đều từ Bát Nhã Ba La Mật sanh ra cả. Vì đàn Ba La Mật dẫn đến thiền Ba La Mật, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, đều từ Bát Nhã Ba La Mật sanh. Vì thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, thành tựu đạo chủng trí, thành tựu nhất thiết trí, thành tựu nhất thiết chủng trí, đều từ Bát Nhã Ba La Mật sanh. Vì thanh văn thừa, bích chi Phật thừa dẫn đến Phật thừa, đều từ Bát Nhã Ba La Mật sanh ra cả. Này Kiều Thi Ca, bởi nhân duyên vậy nên phước đức của người biên chép thọ trì thuyết giảng tránh ước niệm dẫn đến cúng dường Bát Nhã Ba La Mật thủ thắng hơn phước đức của người xây bảo tháp xá lợi Phật rất nhiều, gấp cả trăm ngàn ngàn muôn ức lần, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể dùng để so lường được. Vì sao? Vì nếu Bát Nhã Ba La Mật còn tồn tại ở thế gian này thì Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo chẳng đoạn diệt vậy. Vì nếu Bát Nhã Ba La Mật còn tồn tại ở trên thế gian này thì 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô xác định, 6 pháp Ba La Mật, 4 niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí đều hiện ra ở đời. Vì nếu Bát Nhã Ba La Mật còn tồn tại ở trên thế gian này thì các đại gia đại tộc ở cõi trời tứ thiên vương dẫn đến giác cứu cánh thiên, các quả tu đà hoàn, dẫn đến A La Hán bích chi Phật đạo, dẫn đến Phật đạo chuyển pháp luân thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ đều hiện ra ở đời. Luận: Trước đây vị Đế Thích đã bạch với Phật rằng người biên chép cúng dường Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng vô biên phước đức. Lời phát biểu của vị Đế Thích được Phật ấn chứng và tán thán: đúng như vậy, đúng như vậy.
Hỏi Bát Nhã Ba La Mật là bất sanh bất diệt là hư không? Ở nơi Bát Nhã Ba La Mật thì tất cả ngôn ngữ đều đoạn, tất cả tâm hành đều diệt. Như vậy vì sao lại nói có Bát Nhã Ba La Mật ở đời thì ba ngôi tam bảo chẳng có đoạn diệt? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật là thể tánh nhất như, dù có Phật hay chẳng có Phật thì Bát Nhã Ba La Mật vẫn thường trú. Trên đây nói nếu Bát Nhã Ba La Mật còn tồn tại ở thế gian, là mật ý nói rằng nếu hữu tình Bát Nhã Ba La Mật còn lưu bố ở đời, nếu hư còn có người biên chép thọ trì, đọc tụng, tránh ước niệm, dẫn đến cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, thì chủng tử Bát Nhã Ba La Mật được gieo trồng trong thế gian, khiến chúng sanh có thể nương vào đó tu hành, dẫn đến được Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật ví như nước ở giếng sâu, kinh Bát Nhã Ba La Mật ví như cái gầu để múc nước. Người muốn múc nước ở giếng sâu cần phải buộc gầu vào sợi dây thật dài và kiên cố, thì mới mong múc được nước. Cũng như vậy, dù có kinh Bát Nhã Ba La Mật lưu bố mà chẳng có người biên chép thọ trì đọc tụng dẫn đến cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, thì thể tánh của Bát Nhã Ba La Mật chẳng sao có thể hiển lộ ra được. Ngược lại, nếu có người biên chép thọ trì đọc tụng dẫn đến cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, thì thể tánh Bát Nhã Ba La Mật mới hiển lộ và hết thảy các Phật pháp mới hiện ra ở đời được. Hỏi: Khi nói đến tam bảo là đã nhiếp trọn các thiện pháp rồi, như vậy vì sao lại nói có Bát Nhã Ba La Mật ở đời thì mới có 10 thiện đạo, dẫn đến mới có nhất thiết chủng trí? Đáp: Các thiện pháp, các thiện đạo đều nhiếp trọn trong tam bảo. Tất cả các thiện pháp, các thiện đạo đều từ Bát Nhã Ba La Mật sanh ra cả. Bởi nhân duyên vậy nên nói có Bát Nhã Ba La Mật ở đời thì mới có các thiện pháp, các thiện đạo hiện ra ở đời vậy. Hết quyển 57.